sau cơn bão bất ngờ phát hiện sinh vật bí ẩn đang rình mò, khiến người dân sợ xanh mặt. Vừa qua, một cơn bão lớn ở Trung Quốc khiến nhiều nhà dân ở ven biển bị ngập. Cùng lúc đó, người ta đã quay lại một sinh vật khổng lồ được cho là đã cuốn theo cơn bão và đang lần mò vào nhà người dân. Theo như đoạn video bạn có thể thấy, sinh vật này có kích thước khá lớn, với dáng dài mỏng như lươn và hai vảy trắng ở trên đầu. Nó đang bơi từ từ vào sâu trong sân nhà. Sau khi đăng tải, đoạn video đã thu hút được sự chú ý bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người không giấu nổi sự tò mò trước danh tính thực sự của sinh vật này. Một số người cho rằng đây có thể là con cá lóc với kích cỡ khủng. Một số khác lại thấy nó trông giống một con cá tầm hơn. Thậm chí có người còn khẳng định đây là loài cá trình khổng lồ, một trong những loài cá cực kỳ hung dữ, có thể sẵn sàng xé toạc con mồi ngay trong phút chốc. Tuy không rõ sau đấy người dân có bắt được con cá này không và thực sự nó là loài cá gì, nhưng phía dưới đoạn video nhiều bình luận đã được để lại. Hên là nó ở Trung Quốc đó, chứ gặp dân Việt Nam là lên bàn nhậu luôn rồi. Nhìn từ xa thì trông vậy thôi, chứ chắc nó cũng phải dài 2 mét gì đó. Trông ghê quá, nhìn mà muốn xỉu úp xỉu đau luôn rồi á mọi người. Còn các bạn khán giả của Trùm Tin Bí Ẩn nghĩ sao về loài cá này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nha.